sóc này, cầm bình thường này, sóc bình thường. Đấy. Đấy. À, anh em đưa ra đặt số bình thường như này. Đấy, đặt nhẹ nhàng như vậy thôi, chứ không cần phải gì cả. Vừa đánh, anh em vừa nói chuyện với người khác. Mình không cần nhìn vào bát vào đĩa, mình vẫn biết rõ trong này nó là cái gì. Thì tiếng bạc này tôi đánh ra luôn, tôi nhìn thấy rõ là trong này nó là sấp đôi, hai con trắng và hai con đen. Nhá, 100% luôn, nói không thể lệch đi đâu được. Đây này, anh em nhìn kỹ này. Đây, hồ lì đưa lại sát gần cho mọi người nhìn ấy. Đấy. Học tay nghề sóc đĩa có khó không anh? À, câu hỏi rất là hay. Câu hỏi này là thắc mắc của rất nhiều anh em. Bởi vì khi mà anh em đã theo dõi kênh của tôi, anh em thấy tôi biểu diễn về cái tay nghề sóc đĩa, thì nhiều anh em rất là thắc mắc, rất là tò mò và muốn mình có một tay nghề sóc đĩa giống như tôi để mà đi gỡ gạc lại một tí. Thì mình nói qua về cái tay nghề sóc đĩa này một tí. Cái tay nghề sóc đĩa nó là cái cảnh giới cao nhất, cảnh giới cuối cùng của tất cả các đòn sóc đĩa bịp. Bởi vì khi mà các bạn học nhuần nhuyễn được cái tay nghề sóc đĩa thì coi như là mình đánh nó sai chín rồi, tức là mình sóc bịp nhưng mà đánh như kiểu đánh sai chín. Bởi vì bát đĩa với quân cán nó là bình thường, mình không cần đưa một cái gì vào cả. Và cái việc mình sóc nhuần nhuyễn, mình học được cái tay nghề ấy, thì mình sóc giống như người sai chín sóc, người bình thường sóc như nào mình sóc như vậy. Đấy là cảnh giới cao nhất. Còn cái việc là tay nghề sóc đĩa như này, cái đầu tiên thì các bạn biết rồi, bát đĩa quân cán là các bạn không phải luồn vào. Thì ví dụ như khi mà các bạn không tuồn được đồ vào, không có cái phương pháp nào để mà đánh, để mà gỡ cả, thì các bạn mới học đến cái tay nghề sóc đĩa. Đấy là cái cảnh giới cuối cùng. Cái thứ hai, khi mà học tay nghề sóc đĩa được rồi thì các bạn không cần chuẩn bị một cái gì cả. Tức là có những cái trận chơi nó mang tính chất nó tự phát, tự dưng là bạn đến nhà người khác chơi, gọi là không phải là đến để chơi cờ bạc, mà các bạn đến để ăn uống rồi là gặp gỡ bạn bè ấy. Đến khi bọn kia nó tổ chức nó ở cắt thì quân sóc đĩa một tí, thì lúc đấy là các bạn không thể chuẩn bị trước rồi, đúng không? Mặc dù ví dụ như bọn nó rất là gà, nhưng mà cái cuộc chơi nó tự phát, các bạn không thể là lúc nào các bạn cặp cặp kè kè cái bắt hình ở quanh người để các bạn đến bạn chơi được, hay là các bạn chuẩn bị quân bị cán, chuẩn bị máy móc để mà bị được, mà tức là cái cuộc chơi nó tự phát ấy. Thế là bạn không thể chuẩn bị được. Thì là đến khi mà bạn có một tay nghề rồi, bọn mày chuẩn bị đi, các quân các cán đi, bắt đĩa đâu, thôi rồi để tao vào tao sóc cái nhá, bọn mày đánh chẳng hạn. Thế lúc đấy là cái tay nghề sóc đĩa nó phát huy tác dụng. Thì là các bạn không cần bất kỳ một cái gì cả, các bạn không cần chuẩn bị gì cả, chỉ cái đến vào là chơi thôi. Thì đấy nó là cái hay của cái tay nghề sóc đĩa. Còn cái việc mà bạn này hỏi là nó có khó hay không thì là chắc là có nhiều người có câu trả lời rồi. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà nhìn thấy cái việc mà tôi quay clip sóc tay nghề bát đĩa quân cán bình thường, sóc các bạn về các bạn cũng lấy bát đĩa sóc rồi các bạn luyện rồi các bạn kênh bát rồi các bạn ngớp bát rồi là đủ các kiểu, các bạn tập nghe các kiểu con là điều, nhưng cuối cùng tóm lại là các bạn vẫn không học được, không đánh được. Đơn giản bởi vì sao? Bởi vì tay nghề sóc đĩa này nó rất là khó với những cái người mà chưa được hướng dẫn. Tức là các bạn cảm tưởng chỉ có việc là ngồi sóc sóc như này đấy, làm sao mà để biết trong này nó là chặn hay lẻ. Thì nhiều người là nhìn thấy nó rất đơn giản và về là tự luyện. Nhưng mình nói này, các bạn có luyện đến 1 năm, 2 năm hay 10 năm đi chăng nữa mà không có người nào khai sáng, không có người nào hướng dẫn thì muôn đời các bạn không thể đánh được. Thế nhưng mà tay nghề sóc đĩa này nó lại rất là dễ. Dễ trong việc khi mà các bạn được người thợ có chuyên môn, chuyên sâu người ta hướng dẫn, từ cái việc cầm bát cầm đĩa, từ cái việc là sóc như thế nào, rồi là đưa ra làm sao để mà biết chẵn hay lẻ cho kín đáo, thì là đến lúc đấy thì nó lại quá đơn giản luôn. Tôi nói ví dụ như này, cảnh giới cao nhất của tay nghề sóc đĩa nó không phải là 10 phát ông đánh chuẩn cả 10, mà tức là cái việc mà ông biết được trong bát nó là chẵn hay lẻ nó chỉ là vô tình thôi. Tức là cái việc ông đánh, ông sóc ông sóc bịp, ông đánh bịp người ta, nhưng ngược lại là cái việc mà ông biết nó là xanh chín, ông đừng ép buộc là mình phải, tiếng này là mình phải biết rõ là cái gì, mình cứ đánh gọi như kiểu là thả lỏng cơ thể mình ra, kệ con mẹ nó, thì tiếng nào mình biết thì nó là chắc chắn. Và cái việc mà mình biết nó là trong đấy là chẵn hay lẻ là vô tình, mà khi mình đã là sóc theo kiểu vô tình ấy thì là người ngoài thằng nào có nghi ngờ
mình có nghề đến chăng nữa thì nó chẳng có cái gì lý do gì để bắt mình, để bảo mình là thằng đi bịp cả, đúng không? Bởi vì sao? Bởi vì là cái việc mình biết nó là vô tình mà, mình có cố tình đâu. Thì làm sao mà nó nói được? Trong khi đấy nó bát đĩa là xanh chín rồi. Ví dụ như vào cuộc chơi ấy, như tôi đang làm đây này, là đang gọi là luộc bát đĩa. Trong cái bát đĩa đó đã được là nhúng qua nước sôi. Ở đây thì không có cái nồi to để mà nhúng, thì tôi đổ nước sôi qua đây. Đây nước này tôi đổ lên, anh em nhìn thấy này, nó bốc hơi này. Đấy, anh em nhìn qua thấy bốc hơi này. Bây giờ tôi đổ vào bát này, anh em nhìn thấy rõ không? Đây, bát đổ ra vẫn đang bốc hơi này. Cái bát này tôi đã gọi là đốt cho nó đen như này rồi. Thì bây giờ tôi sẽ lau lại đi. Đổ xong bây giờ phải lau lại cho nó khô. Đấy, không có ảo thuật, ảo thiết gì ở đây cả. Bát nào check xong thì đưa ra sóc, thế thôi. Kiểm tra kỹ, đổ nước sạch. Thì trong khi mà anh em đến học ấy, để giải quyết cái câu hỏi ban đầu, tức là học sóc đĩa nó có khó hay không, thì khi mà anh em đến học ấy, anh em mang bát đĩa bình thường, tức là bát đĩa xanh chín của các ông mang đến ấy. Thì trong clip này thì các ông không mang bát đĩa đến, nhưng mà bát đĩa của tôi thì tôi làm qua thủ tục gọi là nhúng bát đĩa vào nước sôi rồi để biết bát đĩa xanh chín rồi. Còn quân ấy tôi cũng làm luôn, là lấy ra đun một lá bài. Đấy, trộn như này xong lấy một lá bài bình thường để cắt. Đây, làm cờ nhá. Cái cắt đây. Cắt trước mặt anh em luôn này. Không phải chuẩn bị trước này. Đây, một lá này, ôi trời, tay ướt. Được, không sao. Hai lá này. Ba lá này. Không phải cho thấp xuống đâu, để như này để thấy sau này khi mà anh sóc, anh kể cả anh nhắm mắt được anh vẫn đọc ra trong này là chẳng như lẻ, anh không nói là đẳng cấp, thấy chưa? Mặc dù nó hơi xa một tí nhưng mà để anh em nhìn thấy rõ là khi mà sóc ấy, thì là tôi nhiều khi tôi cũng không cần mở mắt luôn. Bình thường sóc này, mình ngồi mình cầm bát đĩa này, thì khi mà anh em đến học ấy, thì tôi sẽ dạy anh em từng bước. Một là anh em cầm bát cầm đĩa lên. Cầm bát cầm đĩa thì nó cũng giống như bình thường thôi. Nếu như ai không biết thì là mình cầm làm sao nó giống bình thường. Nhưng mà ngược lại nó phải đúng cái thế của mình. Mình cầm nó phải đúng cái thế thì mình mới ra đòn được. Đúng thế nhưng mà vẫn giống người bình thường để ra đòn. Đấy. Thì mình cầm như này. Đấy là cái đầu tiên mình sẽ dạy anh em cái tay 3 4 ngón tay ở bên dưới cầm như thế nào và hai ngón tay bên trên cầm như thế nào, thì mình sẽ nói rõ trong khi mà anh em đến học, là cái điều đầu tiên. Cái việc thứ hai là mình sẽ hướng dẫn anh em sóc. Sóc vẫn cân tay ngay bát như người bình thường như này. Đấy. Xong rồi là anh em đặt bát xuống nhẹ nhàng. Đấy, chứ không phải là anh em phải là đẩy bát ra như này để nhìn quân hay là anh em phải dồ cái này đó. Anh em sóc này, cầm bình thường này, sóc bình thường. Đấy. Đấy, à, anh em đưa ra đặt xuống bình thường như này. Đấy, đặt nhẹ nhàng như vậy thôi, chứ không cần phải gì cả. Vừa đánh anh em vừa nói chuyện với người khác. Mình không cần nhìn vào bát vào đĩa, mình vẫn biết rõ trong này nó là cái gì. Thì tiếng bạc này tôi đánh ra luôn, tôi nhìn thấy rõ là trong này nó là sấp đôi, hai con trắng hai con đen nhá, 100% luôn, nói không thể lệch đi đâu được. Đây này, anh em nhìn kỹ này. Đây, hồ lì đưa lại sát gần cho mọi người nhìn ấy. Đấy, tiếp tục. Nó đơn giản như vậy thôi, có cái gì đâu. Bây giờ ấy, đặt úp bát vào này. Đấy, mình không cần biết trong này là cái gì cả, chứ không phải là bây giờ phải mở ra để xem xong rồi để nghe. Tôi bây giờ tôi nhắm mắt lại đi. Đánh theo kiểu là nhắm mắt này. À, thấy chưa? Đấy. Nhắm mắt để sóc mà. Để nhiều người ta sẽ nghĩ là mình nghe. Nhưng không phải đấy. Xong này. Đưa ra này. Thì tiếng bạc này đánh không chắc. Nếu như đánh ba đen thì mình đánh ít thôi, bởi vì mình không chắc cái tiếng bạc này. Tiếng bạc này không chắc. Ba đen này. Như thế đó. Đưa lại gần. Đấy. Đấy là ba đen. Thấy chưa? Kể cả khi mà mình nhắm mắt, nhiều người ta nghĩ bảo mình là ngớp bát hay là này kia, mình nhắm mắt mẹ nó bắt thì ngớp kiểu gì, đúng không? Bát đĩa đó là bình thường này, tay mình sóc cầm bình thường như này, chứ không phải đặt tay vào đây để sóc. Thì khi mà anh em đến, mình sẽ dạy cho anh em ba bước. Một là cầm bát cầm đĩa đúng thế nhưng mà phải giống bình thường. Cái thứ hai, sóc
đúng kiểu của mình sóc, nhưng mà người ngoài nhìn vào vẫn thấy là mình sóc bình thường. Cái thứ ba là cái việc mình đặt xuống như thế nào để mình biết. Bởi vì là khi mình sóc mình nhắm mắt như này, đúng không, thì chắc chắn là mình, khi mình sóc mình không biết cái gì rồi, nhưng mà mình đưa ra thì mình phải biết trong này nó là chẵn hay lẻ. Đấy, ví dụ như thế, bạn này ông nào đánh thì tôi lại thừa sóc đôi thêm 5 tỷ nữa. Được, sóc cân tay ngay bác, đặt xuống nhẹ nhàng giống như người bình thường sóc, biết rõ trong này là chẵn hay lẻ. Thì nghe anh em bảo là bịp cái gì, bạn đi đâu người ta quân người ta, có thằng nào nó bảo bịp cái chân nữa thì mình chửi con mẹ nó luôn. Rồi mẹ tao làm cái gì đây hả, nó bịp, trong khi là bác nghĩ là xanh chín, quân là xanh chín, đúng không? Tao sóc tao còn thực tế, tao còn nhắm mắt này, tao còn biết rõ trong này nó là sóc đôi, thì nó còn bịp bảo bịp kiểu gì? Ai cầm đấy, đâu bịp ở đâu, ai bảo bịp như này mà bảo bịp thì tôi không chịu, đúng không? Cân tay ngay bác như vậy rồi đây. Nhiều ông sóc là người ta phải nghiêng như này, thấy chưa? Sóc những lớp bát người ta phải nghiêng như này, xong rồi là người ta phải tì tay vào đây, hoặc là người ta phải ghi cái bát vào lúc này để người ta kênh lên là người ta xem. Nhưng mà động tác của mình sóc, động tác của cái đòn này, còn tay nghề này đây, mình cầm này, cầm bình thường này, sóc cân tay ngay bát này, không phải dồn quân này, đúng không? Cân tay ngay bát này, thậm chí là mình còn nhắm mắt này, đây, đấy. Thì như thế thì ông nào bỏ ngớp bát ở đâu, đúng không? Đấy, sóc này dừng lại này, đặt xuống này, đấy, mình không cần nhìn luôn này, mình biết rõ trong này nó là ba con trắng một con đen, ba con trắng một con đen. Đây, đưa cho hồ lì đưa ra xem, ba con trắng một con đen, chuẩn chưa? Nó phải là như thế, tay nghề nó phải là như thế. Bát đĩa quân là luộc qua nước sôi rồi thì không thể cái gì chịu được, quân thì chọn nan đung, ai đưa vào cũng được. Thì là đến anh em đến, mình sẽ dạy cho anh em ba bước: một là cầm bát cầm đĩa, hai là sóc, và ba là đặt xuống. Ba động tác đấy thì mình trả lời luôn cái câu hỏi đầu tiên là học có khó hay không. Khi đã gặp mình ý, trong vòng một buổi, mình không dám khẳng định nó là cao siêu, nhưng mà mình biết đến đâu mình sẽ dạy cho anh em biết được những điều như vậy. Mình nhiều người bảo là anh sẽ giấu nghề này kia, mình bây giờ không đi đánh nữa, mặt mình lộ trên mạng rồi mình không đi đánh nữa, mình có sao, mình sẽ dạy hết tất cả những cái gì mình biết cho anh em. Anh em học thì anh em có thể gọi điện trực tiếp cho mình, số điện thoại đang ở trên màn hình. Mình là Nam Đá Quý, 0968882222. Này, cân tay ngay bát này thôi. Đấy, anh em đến cứ nhẹ, đánh vào anh một chơi, anh cứ sóc này thôi. Đấy, anh em đưa ra này, xong, sóc đôi từ 5 tỷ. Sóc đôi từ 5 tỷ. Đây, quân cá nó vẫn vào giữa này. Đấy, sóc đôi, chuẩn chưa? Đấy là cái tay nghề nó là như vậy. Nó rất là đơn giản. Nếu như mà ông nào được hướng dẫn tỉ mỉ thì đến đây tôi dạy tỉ mỉ như vậy, anh em mà bảo là khó đấy thì cũng không có là dễ cả. Tôi mà tôi dạy chưa có ca nào người ta đến gặp tôi mà người ta bảo là không đánh được, chắc chắn 100% là đánh được, để anh em không phải mất thời gian, nó là vì như vậy nhá.